Con đọc. Con xin đọc. Lời đầu sách, đạo đức nhân bản, lời đầu sách. Một gia đình luôn luôn hòa thuận vui vẻ, một thôn xóm quanh năm an cư lạc nghiệp, một quốc gia đồng tâm nhất trí, một thế giới hòa bình, thịnh trị, đó là hoài bão tha thiết của con người từ khi biết đau khổ và ước mơ. Nhưng khổ thay, hoài bão ấy đã mấy lần được thực hiện, chưa nói đến một phạm vi nho nhỏ như gia đình chẳng hạn. Sự hòa thuận, tình yêu, vui vẻ, sự kính trên nhường dưới, sự đồng tâm, đồng chí cũng là một điều khó khăn ít khi được thực hiện. Và gia đình càng bất hòa, thôn xóm càng rối loạn, quốc gia càng chia năm xẻ bảy, thế giới càng bất an, giặc giã càng tung hoành, thì lòng người lại càng khao khát được học nền đạo đức làm người. Đạo đức nhân bản nhân quả là một nền tảng luân lý mà con người cần phải học tập, là một môn học đạo đức hay nhất và tuyệt vời nhất rất cần thiết cho đời sống tâm linh của loài người. Trong mỗi thời đại, và nhất là trong thời đại văn minh phát triển công nghiệp hiện đại hóa, vì thế đạo đức rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng đạo đức là gì? Từ xưa đến nay, người ta đã nói rất nhiều về đạo đức. Nói đến đạo đức là nói đến phẩm cách con người đối xử với nhau, có tình, có nghĩa, có những hành động cao đẹp và cao thượng, vân vân. Nhờ đó con người mới có khác hơn loài cầm thú. Nhờ đó con người thoát ra khỏi bản năng hung dữ, ác độc của loài động vật. Nhờ đó con người mới trở nên những bậc hiền nhân, thánh triết. Nhờ đó con người mới có những năng lực màu nhiệm làm chủ được sanh già bệnh chết và trở thành một bậc thánh A-la-hán tâm vô lậu giải thoát hoàn toàn. Nói về đạo đức, chúng ta đã biết ở Việt Nam và Trung Hoa được truyền thừa là đạo đức Khổng Mạnh. Đạo đức Khổng Mạnh gồm có tam can ngũ thường. Tam can gồm có quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Ngũ thường gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo đức này đưa ra để dạy cho con người nhằm mục đích bắt buộc phải tuân thủ theo trật tự, tôn ti của giai cấp chế độ phong kiến. Biến con người thành công cụ để phục vụ vua chúa, quân sử, thần chữ, tử, thần bất tử, bất trung. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến thứ đạo đức, một đạo đức phong kiến này, mà nói đến một thứ đạo đức bình đẳng mà mọi người rất cần thiết như cơm ăn, như nước uống, như áo mặc và như hơi thở. Vậy đạo đức này thuộc về đạo đức gì? Kính thưa các bạn, chúng tôi muốn nói đến đạo đức này, chứ không phải nói đến đạo đức tam can ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà chúng tôi đã nói ở trên, hay bất cứ một thứ đạo đức nào khác, như đạo đức tộc họ của gia đình, đạo đức phong tục tập quán của mỗi dân tộc, của một xứ sở quê hương, của một đất nước, hay là những thứ đạo đức mơ hồ trừu tượng của các tôn giáo từ xưa đến nay. Mà chúng tôi muốn nói đến đạo đức thường xuất phát nơi những hành động sống hàng ngày của các bạn, mà các bạn thường trực tiếp lắng nghe và tiếp xúc với mọi người, mọi việc làm, mọi đối tượng và mọi pháp, vân vân. Đạo đức này xuất phát từ những hành động thân miệng ý của các bạn. Hành động thân miệng ý của các bạn khi xuất phát để không làm khổ mình, khổ người, đó là đạo đức nhân bản, nhân quả mà trên đời này ai cũng cần phải học hỏi và hiểu biết. Vì nó chính là hành động sống của các bạn hàng ngày đem đến sự an vui cho các bạn và mọi người, mọi vật xung quanh các bạn. Nếu các bạn không học, không hiểu đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, vô tình những hành động của các bạn sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ cho muôn loài vật khác. Và như vậy các bạn là người thiếu đạo đức. Nói thiếu đạo đức là nói một cách nhẹ nhàng đối với các bạn. Nếu không nói như vậy thì sẽ nói thẳng rằng các bạn là một người vô đạo đức. Có nghĩa là vô đạo đức đối với mình, đối với mọi người, mà cũng như đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Đạo đức này không bắt buộc chúng ta phải phục vụ cho một giai cấp nào, cho một chế độ nào, hay cho một hệ tư tưởng nào và cá nhân nào.
Đạo đức này là một thứ đạo đức bình đẳng, luôn luôn phục vụ sự sống của muôn loài trên hành tinh này, không phân biệt màu da, huyết tóc, không phân biệt chủng tộc, tổ quốc, quê hương hay đất nước riêng biệt nào cả. Đạo đức này dạy con người không những thương con người và còn biết thương yêu các loài động vật, mà ngay cả cây cỏ, đạo đức này sẽ mang đến cho muôn loài sự bình an. Thiếu đạo đức nhân bản là người, các bạn không bao giờ thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật. Vì con người cũng là một loài động vật như bao loài động vật khác trên hành tinh này, con người chỉ hơn các loài động vật khác là nhờ có trí tuệ thông minh, biết phân biệt phải trái, trắng đen, tốt xấu, biết xấu hổ, biết sửa đổi và biết triển khai trí tuệ ấy để có những hành động không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài có sự sống khác. Do đó con người vượt hơn muôn loài vật khác, biết ngăn chặn những thú tính trong tâm mình, biết tạo những hành động yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, biết chia sẻ ngọt bùi, cay đắng, vân vân. Một người không có đạo đức nhân bản thì họ phải chịu đầy rẫy vì khổ đau, dù họ là ngôi chúa, quan to, chức lớn, hoặc những nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, hoặc những nhà bác học, bác sĩ, văn nghệ sĩ, phi sĩ, vân vân, đều chịu chung số phận đau khổ, bất an, bất tội nguyện, vân vân. Một người nghèo cùng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng nếu họ sống có đạo đức nhân bản thì họ cũng vẫn thấy an vui thanh thản, không bao giờ ai làm phiền lòng họ được dù chức cảnh nghèo cực. Do vậy một người muốn đi tìm chân hạnh phúc thì phải tìm ngay nơi mình một thứ, một đạo đức nhân bản, sống biết cách không làm khổ mình, khổ người, thì đó là chân hạnh phúc của cuộc đời. Giới thiệu ba nơi xuất phát đạo đức nhân bản. Một người muốn sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả thì phải đề cao cảnh giác ba nơi trong thân của chúng ta: một, ý thức; hai, miệng; ba, thân. Ba nơi này xuất phát đạo đức nhân bản, đó là nơi hoạt động trên cơ thể của con người, quyết định được sự khổ vui của đời người. Ý thức gồm có ba hành động thiện: một, tham, tức là lòng không ham muốn; hai là tâm, tức là lòng không giận hờn; ba, si mê, là tâm không mê mờ, tâm có hiểu biết, tâm rất sáng suốt. Nghiễn lưỡi gồm có bốn hành động thiện: một là lời nói không thật; hai là lời nói lời không thiêu dật; ba là nói lời không chia rẽ; bốn, nói lời hiền lành. Thân gồm có ba hành động thiện: một, không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh; hai, không trộm cắp, cướp giật của người khác; ba, không dâm dục. Từ những hành động thiện này sinh ra vô lượng hành động thiện khác, và cứ như thế tiếp diễn mãi, nên gọi đó là các pháp trùng trùng duyên khởi và trùng trùng duyên sanh. Xin gửi cho các thiện pháp nên khiến cho sự sống trên hành tinh này rất yên ổn, như không có thiên tai, không có động đất, không có lũ lụt, không có sóng thần, không có núi lửa, không có chiến tranh, mưa gió thuận hòa, sông rầy không phá hại mùa màng, vân vân. Tại sao lại gọi là đạo đức nhân bản, nhân quả? Vì mỗi hành động thân miệng ý của chúng ta khởi ra là nhân, tiếp ngay sau đó liền có sự thọ khổ, vui hay là có sự thọ chịu khổ hay vui là quả. Ví dụ khi chúng ta nói mày là đồ chó, đồ trâu ngựa, nói như vậy là nhân, người bị mắng như vậy sẽ tức giận là quả. Khi tức giận như vậy người ta sẽ chửi mắng lại hoặc đánh chúng ta là nhân, chúng ta bị chửi mắng lại hoặc bị đánh là quả, tức là thọ chịu sự đau khổ của sự mắng chửi hoặc bị đánh. Còn nếu chúng ta không nói lời thô ác đó thì nhân không có nên quả cũng không. Tại sao gọi là nhân bản? Vì hành động thân miệng ý của con người tạo ra nên gọi là nhân bản, tức là những hành động gốc nơi thân người. Đạo đức nhân bản, nhân quả là nói lên những hành động của con người không làm khổ mình, khổ người. Hành động không làm khổ mình, khổ người là những hành động sống hàng ngày của con người đối xử với nhau. Nó rộng rãi bao la và vô lượng vô biên, không thể nghĩ lường được, không thể nói hết được, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh xảy ra muôn vạn hình thái khác nhau, nhưng không ngoài thiện và ác.
Đức Phật chúng ta tuyên bố đạo đức nhân bản cách đây hơn 2549 năm, nhưng đến nay vẫn mang đầy đủ tất cả giá trị hiện thực của nó. Chân lý đó là sống đạo đức là sống an lạc và hạnh phúc. Đức Phật còn nói cụ thể hơn nữa: các người có chuyên năng tu tập các điều thiện, nhờ tu tập điều thiện mà được mạng sống lâu dài, nhan sắc thắm tươi, sống yên ổn vui vẻ, của cải dồi dào, uy tín đầy đủ, trường hàm kinh chuyển luân vương tu hành. Đối với chúng ta, những người Phật tử xuất gia hay tại gia tu tập điều thiện chính là giữ giới. Đối với tại gia là giữ năm giới, và đối với người xuất gia là giữ 10 giới, 250 giới hay hơn nữa. Nhưng đối với toàn thể những người Phật tử tại gia hay xuất gia, 10 điều thiện là căn bản nhất, là mức đạo đức nhân bản tối thiểu cho một con người, dù là Phật tử hay không, sống xứng đáng là con người có nhân cách, có nhân phẩm. 10 điều thiện của Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người nói chung, có giá trị phổ biến của chúng, giá trị toàn cầu của chúng được các nhà đạo đức, triết học, đạo học trên thế giới công nhận. Đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Abel Weinstein, nhà Ấn Độ học người Đức. Ông viết: Đức Phật đã sớm ta tạo ra một nền đạo đức nhân bản, làm người giúp nội tâm hoàn thiện nhất, và trong lĩnh vực này Đức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức có giá trị bất hủ. Nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Độ mà của cả loài người nói chung. Đức Phật là một trong những nhà đạo đức học vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được. Đức Phật giải thích về lợi ích sống theo 10 điều kiện như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của 10 điều kiện như thế nào, và những con người sống trong thời hiện đại này nên nhận thức 10 điều kiện như thế nào. Đức từ bỏ lấy của không cho. Đức Phật luôn răn dạy con người không nên coi thường những hành động thiện hay ác, dù là nhỏ nhặt. Cũng như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy đống cơm cao như núi, như giọt nước mãi rồi cũng làm bình lớn đầy tràn. Kinh Pháp Cú có bài kệ rất hay: chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa lần lần. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Kinh Pháp Cú. Thiện hay ác không dễ dàng đến với mình nếu không do sự tích lũy dần dần trong cuộc sống. Một cuộc đời chứa đầy ác ấy là do thái độ xem thường của con người đối với các điều nhỏ nhặt được tích lũy lâu ngày trong cuộc sống. Tương tự, người Phật tử chứa đầy thiện ấy là do thái độ biết trân trọng các điều thiện dù rất nhỏ được nuôi dưỡng lâu dần trong nếp sống lành mạnh. Tính cách thực tiễn của bài kinh khiến cho chúng ta tin tưởng rằng lời dạy của Đức Phật không phải để dành riêng cho ai, mà dành cho tất cả mọi người, cho những ai biết trân trọng và tìm thấy lợi ích hạnh phúc trong nếp sống thiện, nếp sống có đạo đức. Giải pháp đạo đức được đề bạt trong bài kinh là thiết thực và dễ dàng, liên quan đến đời sống hàng ngày của con người, lời nói, suy tư và hành động. Do đó mọi người đều có thể ứng dụng. Sau cùng, và cũng là điều quan trọng hơn cả, là việc ứng dụng bài kinh vào cuộc sống hàng ngày của con người Phật tử. Bài kinh nói về nếp sống thiện, nếp sống đạo đức, nhưng đạo đức không có ở trong bài kinh. Đạo đức chỉ có ở những nơi người chuyên tâm thực hành những lời kinh dạy. Do đó giảng nói về đạo đức là cần thiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là có một nếp sống đạo đức thực sự với sự xem xét và cảm tỉnh thường xuyên về ba nơi thân khẩu ý của mình. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn mọi chuyện đạo đức từ bỏ lấy của không cho với giải pháp đạo đức thực tiễn có thể ứng dụng dễ dàng vào đời sống hàng ngày của mỗi Phật tử chúng ta. Có một người tính tình hiền lành, chất phác, đôn hậu, nhà nghèo lắm. Mỗi sáng anh ta phải lên rừng đốn củi đem ra chợ bán. Hôm đó mẹ của anh
đang bệnh nặng mà tiền bạc trong nhà thì chẳng có là bao. Cho nên rất lo lắng, sáng sớm anh lên rừng đóng củi rồi cố gắng chặt được một cánh củi ở rừng về. Anh liền ghé vào chợ để bán rồi mua thuốc cho mẹ. Thì bỗng nhiên có tiếng la kêu cướp, rồi tiếng chân chạy đuổi theo về phía anh. Có một tên trộm giật túi tiền của một bà lão, bị phát hiện tên cướp vội bỏ chạy. Hắn ta liền giấu túi tiền vào bụi cây ở sau đống rơm gần chỗ anh đang ngồi xếp củi rồi để trộm để mất. Bà lão bị xô ngã nằm lăn trên đất khóc lóc thảm thiết. Lúc ấy trong lòng anh không sao, anh thấy tên trộm giấu túi tiền vào bụi cây gần chỗ anh ngồi, mà giờ này anh đang rất cần tiền mua thuốc cho mẹ. Anh muốn lấy số tiền đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lương tâm anh khiển trách không cho phép làm điều ấy. Bên kia đường, bà lão đang ngồi khóc. Bà lão bị tên cướp xô ngã nên bị trật khớp, không đứng dậy nổi. Tư tưởng anh đang tranh đấu giữa cái không lấy và cái phải lấy. Nhìn sang bên kia đường, thấy bà lão ngồi khóc, lòng anh nôn nao khó tả. Anh nghĩ đến mẹ giờ này đang nằm trên giường bệnh, thở hơi thớt trong ngóng anh về. Nhìn bà lão mà lòng anh thương xót, anh nghĩ bà lão cũng như mẹ mình, mất của thì cũng như đang có bệnh vậy. Tội nghiệp bà lão ngồi khóc. Nghĩ đến chừng đó thôi, anh liền đi sang đỡ bà lão dậy, rồi nhìn sang bụi cây sâu đống rơm, lấy túi tiền mà tên cướp đã giấu ở đó trả lại cho bà lão. Vui mừng vì nhận được của bị mất, bà lão mừng rối rít cảm ơn anh. Cầm túi tiền trên tay, cảm động vì nghĩa cử của anh, bà lão mời anh về nhà để cảm tạ. Rồi hỏi gia đình anh ra sao. Anh thật thà kể lại cái nỗi khổ tâm trong lòng mình vì thương mẹ đang bệnh nặng. Mà lúc ban đầu anh có ý muốn lấy túi tiền đó để mua thuốc cho mẹ, nhưng lương tâm anh thấy rất không yên khi thấy bà lão ngồi khóc, và anh quyết định trả lại túi tiền đó cho bà lão. Nghe anh kể đến như vậy, bà lão càng thương mến và quý trọng anh hơn, cảm kính vì tấm lòng chân thật của anh. Bà lão đã giúp cho anh một số tiền lớn để anh chữa căn bệnh hiểm nghèo của mẹ, rồi giới thiệu anh cho một người cháu của mình là quan kẻ tướng Đóng Tấn. Ngưỡng mộ vì nghĩa hiệp của chàng trai nghèo trung thực, tể tướng Đóng Tấn giúp anh học hành đến nơi đến chốn. Sau này chàng trai nghèo khổ không tham lam đó đã trở thành một trong những tiến sĩ đứng đầu trong 8 tác phẩm gia lớn đưa đời Đường Tống. Người đó chính là học sĩ Hàn Vũ, lễ bộ thượng thư đời Đường Tống. Vì không tham lam nên anh đã chiến thắng được mình, anh đem trả lại cho người bị mất. Những hành động của anh là làm cho bà thạ lão thương mến, tin cậy, và chính nguyên nhân này đã đưa tới kết quả làm anh thay đổi cuộc đời nghèo khó của chính anh. Như các bạn đã biết, những nguyên nhân của đau khổ và rối loạn không ở đâu khác hơn là giữa lòng người. Nguyên nhân của sự đau khổ là sự tham lam. Chúng ta tham lam nhiều thứ, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi và tham sắc. Tham ăn, tham ngủ tất nhiên sinh ra nhiều tệ hại, nhưng những tệ hại ấy chỉ hạn cuộc trong phạm vi của cá nhân ấy thôi. Tham danh có hại nhiều hơn, nhưng cũng chưa nguy hại bằng tham lợi và tham sắc. Hai món này có sức mạnh phá hoại gia đình và xã hội không nhỏ. Chúng ta hãy nói đến trước sự tham lợi, có phải không? Từ xưa đến nay, loài người đều sống trong sự tranh chấp quyền lợi. Từ trong phạm vi nhỏ hẹp như gia đình, xóm giềng, làng mạc cho đến phạm vi rộng lớn như quốc gia, xã hội, quốc tế. Mọi người, mọi dân tộc đều chạy theo danh lợi. Vì tranh nhau một trái cà, trái ổi mà hai người láng giềng phải dùng đến quả thoi, cái đá. Vì tranh nhau một miếng vườn, đào ruộng mà hai gia đình thù nhau, tìm cách hại nhau từ đời cha, đời con cho đến đời cháu. Vì tranh một dòng sông, một cái núi, một cửa biển, một mỏ dầu mà dân hai nước đem nhau ra chiến trường quyết một còn một mất. Và cũng vì tranh nhau chiến trường thuộc địa mà hai trận thế chiến rùng rợn đã xảy ra và đã làm mồi cho tử thần gần 100 triệu sinh linh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, quyền lợi ám ảnh con người một cách khủng khiếp, khiến cho bất luận nghĩ một điều gì, nói một chuyện gì hay là một điều gì, người ta cũng tự hỏi trước tiên có lợi hay không. Người ta đo cái giá trị, cái khả năng của một con người với cái số lợi ích mà người ta kiếm được.
với cái ô tô, cái nhà lầu, cái gia tài mà người ấy đã tạo ra. Nhưng người ta đã tạo ra tài lợi bằng những phương tiện nào, đó cũng là một phần vấn đề cần xét đến. Có người đã tạo ra gia tài, sự nghiệp với mồ hôi nước mắt, với tài trí của mình. Với những hạng người làm ăn lương thiện này, chúng ta thấy không có gì đáng trách, trái lại còn quý mến nữa là khác. Nhưng bên cạnh những hạng người này, xung quanh những người này còn có bao nhiêu là người khác vì quyền lợi là mờ mắt, đã không từ trước một mưu mô gì, một thủ đoạn gì để thu hút tài lợi về mình. Trong phạm vi cá nhân nói với nhau, họ dùng mưu mô để lừa gạt nhau, dùng sức mạnh để khuynh lót nhau, họ bóp chặt nhau trong cơn túng thiếu, cho vay nặng lãi, làm chợ đen cân ngon đông thiếu, đổi xấu lấy tốt. Họ bày cờ gian bạc lận, cài bẫy những kẻ giải cờ, và nếu không còn mưu trước gì khác, họ dám trèo tường, khép vách, mở rương, cậy tủ hay trấn trận hơn nữa, đón đường chặn ngõ, bày trò cướp giật. Trong phạm vi quốc tế, nước mạnh tìm cách khuynh lót nước yếu. Hôm nay họ xu quân xâm phạm biên giới, ngày mai đem máy bay xâm phạm không phận, ngày kia chặn bắt một ít tàu bè đánh cá hay thuyền buôn, hết đổ thừa cho nước láng giềng nhỏ bé này những lỗi tài trời, đến vu khống các nước nhiệt tử kia cho những mưu mô vô cùng tiến tối, với mục đích cuối cùng là làm sao cho nước khác và những cho mình một số quyền lợi, nếu không phải là tất cả mọi quyền lợi. Lòng tham lợi đã gây ra bao sự xáo trộn đảo điên cho cá nhân đoàn thể như thế đó, nhưng lòng tham sắc cũng không kém thua nguy hiểm. Tất đời có một tác dụng lớn lao trong sự sinh hoạt của loài người. Bạn hãy đi dạo một vòng trên đường phố, hoặc vào các khu chơi vui chơi giải trí hay các siêu thị chẳng hạn, thì bạn sẽ rõ. Có phải không, quá nửa hàng hóa trưng bày trong tủ kính hay bên đường là để cung phụng cho người phụ nữ, do phải đẹp này dày, này sắc, này gấm, này nhung, này khăn hoàng, lược dắt. Này nước hoa, này phấn son, này vòng, này xuyến, này dây chuyền, này hoa tai, này ngọc ngà, này kim cương, hoặc toàn, vân vân. Hơn một nửa năng lực và hoạt động của loài người đã được đem ra để phụng sự cho cái đẹp. Và một điều vô cùng mâu thuẫn là những vật không cần thiết, những xa xỉ phẩm lại là những vật đắt tiền nhất. Loài người cả phái nam, cả phái nữ đã đều phụng sự rất đẹp, rất tận công, tận lực hơn một thứ gì khác ở trên đời. Nhưng ngược lại, sắc đẹp đã tàn phá cuộc đời nhiều hơn hơn một dược nào hết, nhiều hơn một sức mạnh nào tàn phá nào hết. Người xưa thường có cái thành ngữ sắc đẹp như nước như thành, mới nghe qua thì tưởng chừng như nói ngoa, nhưng đó là một sự thật mà lịch sử đã chứng minh. Bao nhiêu triều đại ngai vàng đã sụp đổ vì một mỹ nhân, bao nhiêu thành trì đất nước tiêu vong vì một tiếng khóc, giọng cười hay cái liếc mắt của người ngọc. May thay, trong thời đại dân chủ này, một người đẹp dù là quốc sắc thiên hương đến bậc nào cũng không thể, cũng không có thể tác oai tác quái như xưa được. Tuy thế, ảnh hưởng tai hại của họ trong quốc sắc, trong chính trường vẫn không nhỏ. Có người sẽ cãi, sắc đẹp có phải là tội lỗi? Tội lỗi là tại lòng thấy hoa đám sắc kia chứ? Vâng, chúng tôi cũng kết luận như thế. Sắc đẹp chỉ là nguyên nhân phụ thuộc, nguyên nhân chính của sự đổ vỡ từ nhỏ đến lớn, từ cá nhân đến gia đình và xã hội đều tại lòng tham đắm sắc dục mà ra. Vì sắc dục mà hai người yêu trở lại đâm chém nhau, vì sắc dục mà người mẹ đành đoạn thả tôi con theo dòng nước hay phất vả vũ động cho khí tha gà mổ. Vì tham đắm sắc dục mà chồng vợ xa nhau, cha con ly tán, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Vì tham đắm sắc dục mà sinh ra lường gạt, thuộc kép, mang công mất nợ. Vì tham đắm sắc dục mà sức khỏe hao mòn, chết non chết yểu. Vì tham đắm sắc dục mà mang bệnh suốt đời và chí hại cho con cháu về sau. 50% những bệnh điên dại trên thế giới là gốc ở bệnh tình mà ra, các bạn ạ. Như các bạn đã biết, một người không tham lam thì họ có dung mạo rất cao quý, sắc mặt tươi vui, đẹp đẽ. Hành động của thân và lời nói đến sự suy nghĩ của họ đều chân chính,
hợp lý, đúng lý cả. Sự nghiệp và tài sản của họ rất đầy đủ, không bị ai làm tổn hại được. Tâm tánh của họ luôn quen vui vẻ, hòa nhã, khiêm cung, khiêm hạn. Chàng trai nhặt được của rơi trả lại cho bà lão bị cướp mà chúng tôi vừa kể ở phần trên. Cái đặc tính của người không tham lam, nó có sự khiêm hạ bên trong, nó có lòng từ đối với mọi người loài khi thấy kẻ khác bị thương tổn. Đặc tính câu chuyện về anh chàng đốn củi, cái tính thiện nhiều hơn tính ác. Tuy cái ác còn vi tế, nhưng cứu được một người, trả số tiền lại cho người bị nạn cũng là một gương hạnh chúng ta đáng học hỏi. Vì lên chợ bán củi để mua thuốc cho mẹ nên anh gặp bà lão đang bị cướp. Anh liền nhặt của rơi trả lại, an ủi vỗ về, giúp bà lão đứng dậy rồi mới tạm về nhà. Vì cảm mến quê, nghĩa cử, hành động, biết thương người, kính trọng người lớn tuổi, nên bà lão đã giới thiệu anh cho người cháu của mình là quan tể tướng Đống Tấn. Từ cái gieo nhân thiện nên kết quả đã thay đổi cuộc đời anh. Chàng trai nhà nghèo năm xưa đó bây giờ là một tiến sĩ đứng đầu, một trong những 8 tác phẩm gia nổi tiếng của đời Đường Tống. Cho nên chúng ta gieo nhân nào thì gặp quả đó các bạn ạ. Tham lam hay ích kỷ là một tính, là một đặc tính của một người luôn tìm cách nắm giữ hay che giấu những gì mà mình có thể tránh phải chia sẻ cho người khác. Khi tham lam có mặt, chia sẻ là điều không thể nào có được. Tham lam biểu lộ sự đê tiện và một cái tâm co rút, nó mang tính cách chiếm hữu và đeo bám cùng cực. Nó không muốn cho những người khác nghe thấy hoặc biết một điều gì mà đang mang lại cho ta hạnh phúc, sợ rằng ta phải chia sẻ nó với người khác. Chúng ta có thể tham lam nhiều thứ khác nhau, bạn bè, vật chất, học vấn, ý tưởng, phẩm chất. Ví dụ như sự thông minh hay sắc đẹp. Khi lòng ham muốn sở hữu độc quyền một vật nào mà đủ sức mạnh, chúng ta tức tối. Những người có cùng một tính chất như vậy, chúng ta không muốn cho một ai có cái mà mình đang có. Nói về việc dạy học cũng như các nhà giáo cùng một truyền thống như bạn, bạn cũng thường cảm thấy bực tức khi nghe một đồng nghiệp sử dụng một câu trích dẫn thích hợp mà bạn đã khám phá ra. Hay kể một câu chuyện mà bạn dự định dùng trong bài nói chuyện đúng vào buổi sáng lên lớp, hoặc là bạn cảm thấy bực tức khó chịu khi thấy một người bạn học cùng lớp với mình làm bài luận văn xuất sắc hơn bạn trong khi bạn không làm được. Suy nghĩ không ra, để ý mà xem bạn thấy mình muốn vơ vét trí tuệ như thế nó. Như thế, nó là một món, nó là một món hàng mà bất cứ ai cũng có thể chọn lọc chiếm hữu. Tham lam gây ra đau khổ to lớn, không còn sự bình yên ở đây nữa. Trong trạng thái này, chúng ta liên tục nhìn quanh quất, đề phòng giấu cái mà ta đang có để không ai có thể hưởng nó được, và chúng ta khổ sở khi thấy có người nào đó có được nó. Gốc rễ của ganh tị và tham lam là sự thù ghét người khác và bám giữ lấy đối tượng cả vật chất lẫn trừu tượng. Niềm vui chia sẻ tinh tí của tâm hoan hỷ sẽ nhổ tận gốc lòng, gốc rễ lòng ganh tị và tham lam, khi tâm hồn tràn ngập phẩm chất của sự sung sướng và trân trọng người khác và ao ước cho họ hạnh phúc. Chúng ta chuyển đổi và áp dụng vào bản thân bằng cách từ bỏ ý nghĩ tham lam sang ý nghĩ biết thương người. Chúng ta không tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn. Ta luôn phòng hộ ý, làm chủ ý để tạo nhân tốt, gieo trồng những hạt thiện. Chúng ta tưới tẩm mỗi ngày những ý nghĩ tốt, đẹp, thuần thiện, trong sáng để cho tâm hồn thanh thản, vui tươi hơn. Một con người mà luôn có những tư tưởng nghĩ xấu về người khác hay ganh tị, hơn thua, nhỏ mọn, ích kỷ, vân vân, là một con người rất đau khổ các bạn ạ. Chúng ta nên thương xót cho những người đó và trải tâm từ bi thương yêu đến họ, vì họ đang bị vô vàng, vô minh, chấp thủ trói chặt như vướng vào mạng nhện không có lối thoát. Khi thấy người kia bị tai nạn của lòng tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn đó, chúng ta lấy đó làm bài học cho đời mình, luôn phản tỉnh lại nội tâm mình, phòng hủy căn cho thật tốt, ngăn và diệt các tư tưởng xấu xa muốn hãm hại người khác. Chúng ta hãy luôn nghĩ đến cái tốt, cái hay giỏi của người khác để cho tâm mình thuần thiện và trong sáng hơn, để cho tâm mình khỏi phải tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, hơn thua, hờn ghen với người khác. Chính vì chúng ta luôn thấy cái kém dở, cái ngu dốt về mình nên tâm ta sẽ rất an ổn, thanh thản và vô sự.
Đức Phật dạy rằng, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Kinh Pháp Cú phẩm số 3. Đúng vậy, hàng ngày chúng ta nên xét lại mình, thấy có những điều làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì hãy mau ngăn chặn và diệt chúng cho tận gốc. Bằng tư duy quán xét, và phải luôn luôn xấu hổ khi có một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ hay tất cả chúng sanh khổ, thì phải hối hận, ăn năn, từ bỏ. Người biết tu tập những việc này là người biết mình ngu, tức là người có trí, các bạn ạ. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chỉ cần tư suy nghĩ tìm cái ngu của mình để lần lần khắc phục, sửa sang những lỗi lầm, đấy là người có trí, các bạn ạ. Xin các bạn cứ suy ngẫm lại, tìm xét thấy lời nói thẳng của chúng tôi là một lời chân thật, đầy lòng thương yêu của chúng tôi gửi đến các bạn, để trên đời này chúng ta không còn là những người ngu nữa, phải không, phải các bạn? Đức không giận hờn. Mục đích của đạo Phật là vượt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ mới là phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ. Do vậy, vai trò của người trí và vai trò của trí tuệ chiếm vị trí then chốt trong lời mọi lời dạy của Đức Bổn Sư chúng ta. Và chúng ta có thể nói đạo Phật là đạo của người có trí, là đạo của tuệ giác, để đem cho được một định nghĩa thỏa đáng cho đạo Phật, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đạo đức không giận hờn như thế nào. Thể người nào mà còn giận hờn, tức là người thiếu trí tuệ trong đạo Phật, chúng ta gọi là nghiệp tệ. Đức Phật dạy trong bài kinh Pháp Cú về lòng từ bi diệt hận thù rất hay. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Lời dạy này là một chân lý không thể ai thay đổi được, bởi vì cuộc đời này không thể lấy hận thù diệt hận thù được. Mà chỉ có lòng thương yêu của chúng ta mới diệt được hận thù. Hai câu dưới đây mới thật sự là chánh tư duy. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Sự tư duy này giúp cho chúng ta thấu rõ định luật bất di bất dịch của loài người. Duy chỉ có lòng thương yêu mới diệt được hận thù. Khi chúng ta tư duy suy nghĩ như thế phải, giúp cho chúng ta lớn mạnh trong nền đạo đức nhân bản nhân quả. Một bài kệ trong kinh Pháp Cú là một viên gạch xây tòa lâu đài đạo đức nhân bản là người. Mỗi viên gạch Pháp Cú sẽ làm tăng trưởng trí tri kiến giải thoát trong ta, sẽ giúp đời sống chúng ta gắn chặt vào nền đạo đức nhân bản nhân quả. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn mẫu chuyện về đạo đức không giận hờn. Có chuyện này có thật trong đời sống chúng ta. Có chuyện này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Một người em gái tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm người anh trai đưa cho em gái một túi đinh và dặn rằng, mỗi khi em nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, người em gái đã đóng 12 cái đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh người em gái đóng trên tường rào ngày một giảm. Và người em gái nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào, thì người em gái tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Người em gái kể với người anh trai về điều này, và người anh trai đưa ra một đề nghị: mỗi ngày người em giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh và đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng người em vui mừng thông báo với người anh rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người anh trai dẫn người em gái đến hàng rào và nói: em đã làm rất tốt em gái ạ, nhưng em hãy nhìn vào cái lỗ trên hàng rào. Hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như lúc xưa, nhưng những điều em thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những
vết đinh này. Cho dù em có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương đó vẫn còn. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể làm được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự. Vì hay nóng giận nên người anh mới khuyên em mình hãy đóng những chiếc đinh vào tường rào mỗi ngày. Nhờ như vậy mà người em lần lần giảm bớt tính nóng nảy. Khi giảm bớt rồi, người anh khuyên em mình hãy nhổ từng cái đinh trên tường rào và phân tích cho em thấy rõ cái giận hờn sẽ đưa tới như những vết đinh này. Câu chuyện thật có ý nghĩa, phải không hãy các bạn? Như các bạn đã biết, khi gặp những cảnh thấy nghịch lòng như lòng tham không được toàn nguyện thì giận hờn nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày câu có đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nó năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ làm trái ý tộc lòng ta. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Người xưa có nói, nhất niệm, sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai, nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách cũng có nói, nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao công nhiêu, biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. Đặc tướng của câu chuyện này có hai phần, như tế và thô. Khi cái tâm giận hờn có mặt, dung mạo rất xấu xí, đôi mắt thấy nít, bộ dạng thô bỉ, nó năng hung dữ, mặt mày đỏ tía hay tái xanh. Còn người đã làm chủ được cơn giận, họ rất bình tĩnh, cái giận không lấn áp được họ. Nó năng từ tốn và giải thích mọi chuyện cho người kia hiểu biết. Đặc tính này có cái ác nhiều hơn cái thiện, là hễ nổi giận lên, tức là tự làm khổ mình, khổ người. Tuy chưa làm tổn thương đến ai, nhưng đó cũng là nguyên do gây đến hậu quả cho người khác. Duyên hợp của câu chuyện này là vì người anh sau khi tu chứng thấy em mình có tâm tính như vậy, nếu không sửa đổi thì sẽ không làm chủ được. Bốn mươi khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết nên đã khuyên nhủ và hướng dẫn để thoát khỏi cái sân hận đó bằng cách đóng từng chiếc đinh lên tường rào mỗi ngày. Khi nào thấy làm chủ được cái giận hờn thì hãy nhổ từng chiếc đinh ra. Duyên tan là cứ thấy cái nóng nảy hung dữ đã là giảm bớt. Người em liền vui mừng kể cho người anh nghe, người anh liền giải thích cho người em thấy rằng nếu tiếp tục sân hận nói những lời cái chia rẽ khiêu dệt, những chuyện không có thật, lời nói lời nóng nảy hung dữ thì nỗi đau của mọi người sẽ như những lỗ đinh đóng trên tường rào kia. Và từ đó người em bắt đầu thay đổi và làm chủ được cái tâm nóng nảy hay giận hờn của mình qua bài học thiết thực từ những chiếc đinh trên tường rào. Nếu chúng ta muốn chuyển đổi và áp dụng vào bản thân mình thì chỉ có một phương thuốc thần diệu và hay nhất diệt được tâm giận hờn, đó chính là tâm từ bi hỷ xả của chúng ta. Nên lấy phương thuốc này để áp dụng vào đời sống của chính mình. Chúng ta hãy lấy lòng từ bi để đối trị với tâm giận hờn. Chỉ có lòng từ bi hỷ xả mới làm cho chúng ta không còn thù hận nhau nữa. Cho nên Đức Phật dạy: nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, ai ôm ấp niệm ấy hận thù không thể vui. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, không ôm ấp niệm ấy hận thù để tự nguôi. Đọc qua bài kệ kinh Pháp Cú, chúng ta thấy rõ kinh Pháp Cú là một loại kinh dạy về đạo đức làm người, có pháp hành cụ thể đưa dắt con người vào cuộc đời đầy tình thương yêu mình và người. Nếu chúng ta cố gắng thực tập sẽ biến cảnh thế gian thành cảnh giới niết bàn cách thực tế. Nếu hàng ngày chúng ta sống với những câu kinh Pháp Cú này, thường xuyên như lý của nó mà đắc ý ra, thì chúng tôi xin bảo đảm cùng các bạn
con đường giải thoát của đạo Phật đang ở trong tầm tay của các bạn. Đức Phật cho rằng từ bi là trạng thái tâm tốt đẹp nhất ở thế gian này và khuyến cáo học trò mình, tất cả mọi Phật tử. Dù là đi đứng nằm ngồi đều ăn trú niệm của mình ở lòng từ, lòng bi không hạn lượng đó. Và muốn trau dồi tình thương thì phải gần gũi cảnh khổ. Đức Phật lúc còn là một thái tử ở trong cung vua mà cứ đòi nằng nặc xin phụ vương ra xem ngoài bốn cửa thành là vì thế. Có thấy, có cảm, có chia sẻ cái khổ cho nhau mới thương nhau, có thương nhau mới tìm cách cứu khổ cho nhau, có cứu khổ được cho nhau thì tình thương càng phấn khởi và phát triển. Thì ta còn cảm ơn những kẻ đau khổ đã tạo nên duyên cho tình thương của ta rộng mở và hoạt động mạnh mẽ. Chính những kẻ đau khổ là phúc điền nuôi dưỡng lòng từ bi phát sinh và lớn mạnh. Đất hoạt động, đất sống của từ bi là cảnh khổ. Ly cảnh khổ, cây từ bi sẽ mất hết sinh lực và không thể đâm hoa kết trái được. Cảnh khổ không phải chỉ có trong loài người mà chung cho cả sinh vật. Cho nên người thực hành tâm từ bi không phải chỉ cứ giúp cho loài người đỡ khổ, mà còn biết thương yêu muôn loài vạn vật, xem chúng như những người giúp việc trong nhà, tránh làm đau khổ chúng một cách vô ích. Hãy nghĩ rằng chúng cũng có tình mẫu tử, có dạ trung thành, biết đau khổ, biết lo sợ. Chúng ta không nên hắt hủi hành hạ chúng nó. Chúng ta cũng không nên tìm thú vui trong những cuộc săn bắn hay câu cá. Những ai có thể vui thích được trước cảnh tượng đau đớn hại hùng của những con thú, con chim, con cá bị bắn giết sẽ quen dần với những cảnh giết chóc tàn bạo giữa người và người. Cho đến cỏ cây, người có tâm từ bi cũng không nên tàn phá một cách vô ích, nên nhớ rằng nó cũng có sự sống và đã có sự sống tất nhiên muốn bảo tồn sự sống. Những kẻ bứng cây sống trồng cái chết, bứt hoa bẻ lá phá cành mà không có một mục đích gì cả, chỉ để thỏa mãn cái tính ưa thích tàn phá, những người ấy cũng đã làm tổn hại lòng từ bi của mình nhiều lắm. Lòng thương yêu cây cỏ giúp cho ta nhận thấy được lẽ hiền vi của sự sống, thông cảm với cái chung cùng của muôn loài và trực nhận được cái nỗi đau của mọi loài. Muốn đối trị với tâm giận hờn thì ta phải thực hành tâm từ bi, ta phải làm việc lành, đánh các việc dữ, dù lớn hay nhỏ, dù trước mặt muôn người hay chỉ một mình ta, dù được khen hay bị chê, dù dễ hay khó. Hạt giống từ bi đã nằm cảnh trong tâm hồn của chúng ta, nhưng nó đang bị phủ lấp dưới bao lớp giận hờn, tham lam, ích kỷ, tật đố, nên không thể đâm chồi nảy mọc. Trồi nổi lên được. Vậy công việc đầu tiên của người thực hiện tâm từ bi là phải phanh gỡ lòng những lớp chướng ngại để cho mầm từ bi nảy lên. Khi nó đã nhô lên khỏi mặt đất, chúng ta phải tìm mọi nhân duyên, mọi cơ hội thuận tiện cho nó chống đâm chồi nảy lá. Công việc không phải chỉ nằm trong 3 ngày, 1 tháng, 1 năm, mà suốt cả đời, cũng không phải chỉ săn sóc nó trong những cơ hội thuận tiện lớn lao, mà bỏ mặc nó trong những hành vi cử chỉ nhỏ nhặt tầm thường hàng ngày. Có nhiều người có thể làm được những việc từ thiện lớn lao như mở bệnh viện tốn từng hàng tỷ đồng. Thế mà khi thấy một người đau, một người đói lạnh trên chiếc trước mặt mình, lại đành đoạn làm ngơ. Có người có thể nhảy xuống sông cứu người chết đuối, bỏ tiền bạc tâm ra để mua chim, mua cá, phóng sanh. Thế mà vẫn điềm nhiên ngồi nhìn một con kiến vô tội sắp chìm, chết chìm trong đuối nước, hay một con chuồn chuồn sắp bị đứa nhỏ của mình rút đuôi, hoặc vì tính hay đa nghi, ganh tị, hơn thua, nhỏ mọn, ích kỷ, hờn ghen với người chị, người em của mình, rồi có thái độ thấy biết thì thầm to nhỏ nói xấu sau lưng người khác, vân vân. Chúng ta hãy coi chừng, hãy tìm hiểu lý do tâm trạng hành động nói trên. Có khi đó là quan niệm sai lầm, tưởng rằng làm những việc vĩ đại lớn lao mới là từ thiện, mới là từ bi, còn những việc nhỏ nhặt thì ai cũng làm được, có làm hay không làm cũng không có hậu quả gì. Có khi là do tính háo thắng, tham danh, chuộng lợi mà làm. Nếu thế thì không phải là người đã thực hành tâm từ bi, mà trái lại là vùi dập nó sâu thêm với những lớp
si mê dục vọng của lòng mình thật nhỏ mọn kỹ. Phải không các bạn? Thiếu tâm từ bi hỷ xả cho mình và cho người. Những kẻ như vậy luôn tự làm khổ mình và khổ người, thật đáng thương xót. Tóm lại, làm được tất cả việc trên, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, không bao giờ có chuyện ngã lòng. Mở rộng mãi lòng từ bi hỷ xả cho nó bao phần trùm tất cả pháp giới. Như thế là thực tập được tâm tính từ bi của Phật, mà mỗi chúng ta đều có sẵn hạt giống từ bi trong tâm mình.